người đàn ông nghi ngáo đã cầm dao chém 3 người chết, 5 người nhập viện. Đến sáng nay, ngày 22 tháng 2, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết, Công an huyện Lương Sơn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 5 người bị thương xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Theo một số nhân chứng, khoảng 20 giờ tối ngày 21 tháng 2, người đàn ông có biểu hiện không bình thường, nghi ngáo đã cầm hung khí đâm chém nhiều người. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều tiếng la hét phát ra từ trong quán karaoke. Vụ việc khiến 3 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, một chiếc ô tô vẫn mở cửa sau đậu ở ven quốc lộ 21, trước cửa quán, một nạn nhân tử vong trên xe. Người này vốn chạy ra xe để thoát thân nhưng bị người đàn ông truy sát, không thoát được. Theo Công an huyện Lương Sơn, thời điểm xảy ra vụ việc nhóm người này đang hát karaoke cùng nhau thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Các nạn nhân tử vong được xác định là một nam, hai nữ, đang ở độ tuổi thanh niên. Cơ quan này đang xác minh tên tuổi các nạn nhân, phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình làm rõ vụ trọng án. Trước sự việc trên, một số cư dân mạng bình luận đã có nhiều nạn nhân chết oan và chết thảm vì nạn ngáo đá. Chính quyền cần phải mạnh tay hơn nữa mới đủ răn đe. Cần phải có biện pháp quản lý những người sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt những trường hợp có biểu hiện ảo giác, rối loạn tâm thần chứ hiện nay nhiều vụ xảy ra thương tâm quá. Một sự việc tương tự cũng xảy ra tại Tiền Giang vào chiều ngày 27 tháng 1. Công an thị xã Gò Công, Tiền Giang ngày 27 tháng 1 cho hay đang tạm giữ hình sự Ngô Vĩnh Quý, 30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, thị xã Gò Công, để điều tra về hành vi dùng búa chém trọng thương 3 người tại quán cà phê. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 1, chị Kiều Ngọc Hân, 29 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, đang nằm vòng uống nước tại quán cà phê thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang. Lúc này, Quý có biểu hiện như ngáo đá mang theo một cây búa bất ngờ xông vào quán bổ liên tiếp vào đầu và người của chị gây chảy nhiều máu. Gây án xong, Quý bỏ ra ngoài đường. Sau đó chị Hân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Gò Công đã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt Quý. Khi lực lượng cảnh sát đến, Quý chẳng những không bỏ búa xuống mà còn cầm búa cố thủ đe dọa. Sau đó, Quý đã bỏ chạy khiến lực lượng cảnh sát hình sự phải truy đuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xông vào khống chế bắt được Quý. Tuy nhiên trong quá trình đuổi bắt, Quý tiếp tục dùng búa chém một chiến sĩ công an trúng vào đầu. Rất may, chiến sĩ này đội nón bảo hiểm nên chỉ bị xây xát nhẹ. Ngoài ra, một cán bộ dân quân tự vệ cũng bị Quý chém gãy xương sườn. Được biết, Quý có một tiền án và một tiền sự, sống cùng gia đình ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công. Quý học đến lớp 5 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2012, Quý bị Tòa án Nhân dân huyện Gò Công Đông xử phạt 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến năm 2014, Quý tiếp tục bị Tòa án Nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng. Năm 2017, Quý bị Công an thị xã Gò Công quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản. Cán bộ Công an thành phố Hà Nội có nhiều năm tham gia công tác phòng chống tội phạm về ma túy nhận định, đa số các bạn trẻ chưa nhận thức đúng đắn về các chất ma túy và tác hại của ma túy đối với cơ thể. Ma túy tổng hợp có tác hại rất mạnh tới thần kinh, não bộ người sử dụng dẫn tới các bệnh giảm trí nhớ, tiếp thu và phản xạ thông tin chậm. Người nghiện thường xuyên sử dụng rất dễ dẫn tới các bệnh về tâm thần. Ngáo đá chính là nguyên nhân khiến nhiều đối tượng ra tay sát hại dã man người thân của mình. Gọi người nghiện là mầm mống của tội phạm không hề sai, bởi đối với những gia đình có điều kiện, cho tiền mua ma túy sử dụng thì vô hình chung gia đình sẽ tiếp tay cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Còn đối với những gia đình không có điều kiện thì đối tượng sẽ tự gây ra nhiều hành vi phạm tội khác, trộm cắp, cướp tài sản, giết người để lấy tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy.